đây chính là một cái đây là thẻ căn cước công dân của Việt Anh thưa các bạn. Đây các bạn có thể thấy hình trên thẻ này nó là Việt Anh là người Khmer nha các bạn. Khmer và đặc biệt bạn Việt Anh là Bắc Kỳ nha các bạn. Sinh ra tại Khmer mà Bắc Kỳ thì kỳ lắm. Dân tộc Khmer nhưng mà sinh ra tại Hà Nội. Sao xa dữ. Tiếp theo là vì anh có những cái thẻ. Đầu tiên là một anh thẻ thế này. Đây là một cái thẻ thú nuôi vui vẻ. Con nghe thành thúi gì đó. Tiếp theo là thẻ CGV. Ok, CGV. Tiếp theo là một cái mạc van thưa các bạn đã biết là hàng hàng grill. Hàng Âu. Đây là một cái mạc van. Tiếp theo là một thẻ Galaxy của Galaxy chứng tỏ là Van là một người rất ghiền. Các bạn có biết là trên CGV dạo này đang có một scandal không? Các bạn đã biết rồi đó. Love Boss. Sweet Boss mà. Tiếp theo là Lotte. Thì anh rất thích soi phim. Thẻ Boba Boss. Thì anh đã uống được 5 ly rồi các bạn ạ. Hết rồi. Tiếp theo là tiền. Chúng ta hãy đếm tiền của mình anh nhé. 2 3 4 560.000 thôi các bạn. Cộng với cái này nữa là 560 cộng 4 nữa là 600.000 605.000. Quá giàu. Từ còn cái son nó dục đâu rồi. Đây đồng cái son cái bóp Maybelline. Maybelline màu hot chocoholic. Màu chocoholic nha các bạn. Mời mẫu đây để quánh step son nha các bạn. Với cái son này bị anh thường đánh lòng môi. Đánh lòng môi nha. Mình quay qua đây cho các bạn xem chứ. Mình zoom cho em nha. Đây các bạn có thể thấy cái son vô cùng thích lên tập. Rồi mình bình thường chỉ đánh nhẹ nhàng vậy thôi chứ mình không dám đánh nhiều ha. Tiếp theo thì hết vẻ cái rồi các bạn ạ. Và đây là cái giỏ thì mình xài là của Moon Bill Mini Stock các bạn ạ. Việc anh mua gà nướng và một chai nước cơm nắm em muốn ăn gà nướng. Một cái original sandwich và trà ô long tea plus. Giàu quá. Tiếp theo là vì anh mua sô cô la Kit Kat trà xanh các bạn. Ở ngoài mưa hơi nặng hạt ha các bạn. Và đây là một cái giỏ của Môn là cái gì? Thương hiệu. Cái này cũng khá là rẻ thôi mọi người ơi. Cái này thì anh mua chị hôm đó đang sale chị với giá 100.000. 100.000? Các bạn mua cho ai nữa? Ai biết hôm đó mẹ muốn nói sớm còn được tặng cho một cái bóp. Cảm ơn các bạn đã xem. Và nhớ và hãy bấm nút subscribe bên dưới nha. Nhớ dislike và subscribe cho channel của mình anh.